Theo ông Vi Văn Hùng, ngày 4 tháng 12 vừa qua, có 3 người mặc sắc phục quản lý thị trường đi trên cùng một chiếc xe biển xanh đến nhà và đưa cho ông một lá đơn có nội dung tố giác việc ông không đủ điều kiện hành nghề bốc thuốc lá gia truyền. Theo đó, 3 người này nêu ra mức xử phạt theo quy định là từ 60 đến 70 triệu đồng và yêu cầu ông Hùng nộp phạt. Dư thì nếu mà phạt từng nửa bóng có tiền nạp. Còn bây giờ là bằng cách thế thì họ hỏi nó là bác là chấp nhận như thế nào? Thì khoảng 10 triệu trở lại. Thì sau đó họ không nói chi là thôi bác lấy tiền đi. Lấy tiền thì bác cũng vào lấy tiền thì cũng có một anh vào trong buồng nữa nói là thôi bác đưa 6 triệu thì bác cũng đưa 6 triệu. Sau khi vụ việc được phản ánh, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã nhanh chóng phát đi văn bản khẳng định. Trong tháng 12 năm 2018, đội quản lý thị trường số 8 tại huyện Thanh Chương không có các hoạt động nghiệp vụ tại xã Ngọc Lâm, nơi gia đình ông Hùng đang cư trú và cho rằng đội quản lý thị trường số 8 đang bị mạo danh. Còn ông Vi Văn Hùng xác nhận, sau khi công an vào cuộc, đã có người tự xưng làm việc tại đội quản lý thị trường số 8 đến nhà nói trả lại số tiền đã nhận của ông trước đó. Vào là coi như cũng giới thiệu nói là chúng tôi là thì vào trả lại tiền cho bác, nhưng mà bảo nói là thôi việc thì xong. Theo bản thân tôi nghĩ thì nếu mà trường hợp mạo danh hay giả danh thì không bao giờ người ta sẽ quay trả lại tiền. Mới đây, đội quản lý thị trường số 8 và 3 cán bộ liên quan đã thừa nhận có mặt tại nhà ông Hùng bằng xe công vụ. Lý do xuất hiện tại nhà được cho là nhân tiện đi công tác qua ghé vào bốc thuốc cho người nhà. Tuy nhiên, trong khi mua thuốc, 3 cán bộ đội quản lý thị trường số 8 đã yêu cầu ông Hùng ký vào bản cam kết nhưng phủ nhận hành vi nhận tiền. Lúc đây này để hạ hỏa để cho cái ông Viên Hùng về cái vấn đề và ông bực tức về vấn đề là mình vào phòng riêng tư của ông ấy. Lúc này anh em không mua thuốc. Vì sao lại đi mua thuốc? Sao lại không mua? Vì anh em thấy là khi nếu mà làm một thì vì là thì nếu là một nhà thuộc chuẩn á thì nhất là phải có đầy đủ các giấy tờ đúng không anh? Mình làm pháp luật thì vì em nghĩ nói là từng nghi vấn thôi là cái thuộc đó chưa đảm bảo nên anh Cương không mua điều đó. Trong video có thời lượng gần 40 phút ghi lại hình ảnh lực lượng quản lý thị trường có mặt tại nhà ông Hùng vào ngày 4 tháng 12, không chứng tỏ được việc 3 cán bộ đội quản lý thị trường số 8 đi bốc thuốc. Phản ánh không đúng sự thật, tức là họ không lấy thuốc, tức là chỉ có vào để trực tiếp để làm việc xong là họ lấy tiền họ về được thôi. Bởi vì là nhiều cái nguồn thông tin nó cũng chưa thống nhất được. Cho nên cái bên cái tổ mà được cục thành lập để xác minh cái này thì chúng tôi tiếp tục phải có những cái phải làm rõ để khi mà mình nói là phải nó đúng với cái bản chất của vụ việc. Ngày hôm qua mùng 4 tháng 1, Công an huyện Thanh Chương đã làm việc với 3 cán bộ đội quản lý thị trường số 8 để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, những câu hỏi được đặt ra như tại sao đội quản lý thị trường số 8 phải vội vàng khẳng định bị mạo danh khi chưa xác minh thấu đáo vụ việc? Có hay không có người trả lại số tiền cho ông Hùng? Và nhiều khuất tất liên quan đến vụ việc cần được làm rõ.